Nhanh lên, nhanh, theo lên. Đội trưởng Kanae, cảm giác tình hình có vấn đề. Theo như tôi biết, phía trước là một sườn núi cao mấy mươi mét. Các vị quân sự, đó là một mảnh đất chết. Là đất chết, nhưng đó là đất chết của kẻ địch. Chúng ta phải cho chúng thấy sự lợi hại của hoàng quân đế quốc nhà chúng ta. Nhanh, cậu tử, có đuổi tới không? Đang bám theo. Đẩy nhanh tốc độ, bám chặt kẻ thù, tiêu diệt hết tất cả bọn chúng. Nhanh, rõ, tiến lên. Đi. Báo cáo trưởng quan, trung đội trưởng Kanae đem quân xuất khỏi thành. Không có mệnh lệnh của tôi, sao hắn dám tự ý ra khỏi thành? Ngu xuẩn. Diện quân của chúng ta đâu? Diện quân của chúng ta đang trên đường đến, chuẩn bị sẵn xe tải, di chuyển vật thí nghiệm nhỏ, tập hợp các diện quân. Xe tải hỏng rồi, kẻ địch sắp tấn công vào nhà trẻ rồi. Đẩy nhanh bước tiến, nhanh. Đoàn trưởng, bọn Nhật cắn câu rồi, cuối cùng cũng ra khỏi lòng. Mọi người chú ý ẩn nấp, chuẩn bị chiến đấu. Đồng chí, nước sôi hầm thịt ăn thôi. Ẩn nấp, ẩn nấp. Kania, chúng ta trúng kế rồi, mau rút lui. Tuần từ điện của võ sĩ đế quốc, không có từ rút lui. Ra lệnh pháo binh nã pháo, tiến công. Tiến công, tiến công.
Đừng hoảng sợ. Chúng ta cứ ở đây chờ viện binh đến. Đại lực, xử lý tên quân quan của Nhật đi. Các đồng chí, xông lên. Nhanh lên. Chúng ta phải tìm một nơi cho đội quân vào thành. Đừng vội, tổ chức yêu cầu điều hổ Ly Sơn trước. Chúng ta đừng để Shizuko chạy thoát. Tôi biết ở gần nhà trẻ có một nơi. Theo tôi. Xông lên. Xông lên. Tình hình thế nào rồi? Báo cáo trưởng khu, đội trưởng Kanae đã hy sinh. Sao không giữ nổi thành? Cái gì? Khốn kiếp. Nhất định phải giữ được. Viện quân sắp tới rồi. Rõ. Xông lên. Giết. Xông lên. Đại đội trưởng Ngô. Có. Anh chỉ huy một đại đội giữ chặt cổng thành. Rõ. Những người còn lại theo tôi. Xông lên. Nhanh. Phía sau theo sát. Chuẩn bị chiến đấu. Xông lên.
các đồng chí, xông lên, xông lên. Nhanh, đánh ra. Chính quỷ. Chính quỷ. Chính quỷ, anh sao rồi? Mau, mau cứu bọn trẻ. Chính quỷ. Đi. Đoàn trưởng Triệu, mọi người tới rồi. Đồng chí Lý Linh, bây giờ tình hình sao rồi? Suyuko dùng bọn trẻ làm con tin, giải về nhà trẻ rồi. Thông báo các chiến sĩ tạm dừng tiến công, tuyệt đối đừng làm bọn trẻ bị thương. Đừng làm bọn trẻ bị thương, biết không? Đi. Đi. Nhanh lên. Nhanh. Bây giờ bọn Nhật dùng bọn trẻ làm tấm khiên, cố thủ đại sảnh. Khu nhà này còn cổng nào khác không? Có thì có, nhưng mà không được. Trong tay Yoshiko có bọn trẻ làm con tin, dù bây giờ chúng ta có xông vào cũng chẳng làm được gì. Nhất định sẽ bị bọn Nhật nã súng. Nếu có thể lẳng lặng cứu bọn trẻ ra thì chúng ta sẽ không bị động nữa. Không thể nào. Bọn Nhật đâu có mù, trừ khi bọn chúng không thấy gì nữa. Dĩ nhiên chúng sẽ nhìn thấy. Nhưng mà chúng ta có thể khiến chúng mở mắt như mù. Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Pháo binh đã tới chưa? Báo cáo trung đội trưởng, xe ngựa kéo pháo bị sa xuống bùn lầy rồi. Khốn kiếp. Mọi người, lát nữa tôi giả vờ vào, cầm chân Suyuko. Sau đó, mọi người tranh thủ yểm hộ đột nhập. Lần này, chúng ta đóng kịch phải đóng cho trọn. Làm một chiêu che trời qua sông. Nhớ kỹ, để dễ phân biệt người cùng phe. Chúng ta không đeo phù hiệu. Mọi người rõ chưa? Rõ.